Khi chúng ta đã tạo được hai cái sàn này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bố trí. Ví dụ tôi sẽ bố trí là cái sàn bê tông đá vào tầng 1, thì các bạn chú ý như đây này. Thì tôi vào tầng 1 này, vào structure plan vào tầng 1 này. Thì tôi chọn vào cái sàn này này. Thì cái lệnh là grid similar là tôi nói rồi đúng không? Nhắc lại này, chọn vào đây này. Thì đây là FS bê tông 100, bê tông đá. Thì ra có hai cách vẽ. Một là chúng ta dùng lệnh rectangle này, là chúng ta làm sao? Ta vẽ phủ qua toàn bộ cái này. Finish. Thì bạn sẽ thấy đây, nó sẽ hỏi ở đây là các đối tượng này inside bên trong, ok. Thì khi này các bạn sẽ thấy đây là cái sàn này làm sao? Cái sàn này nó sẽ làm sao? Không phải ăn nói cột, mà cái sàn này nó sẽ join hết toàn bộ, ví dụ như là cột này, hai cột này ngắt ra này, sàn này nó ăn luôn hết cả phần gì? Phần cái răng móng ấy, đúng không? Như này thì khi mà chúng ta vẽ cùng là cấu kiện kết cấu với nhau ấy, thì đối tượng sàn kết cấu này nó sẽ join với nhau. Đấy nhá. Còn nhưng mà nếu mà chúng ta vẽ đây là sàn kiến trúc này, bạn sẽ thấy này, này, ví dụ tôi xóa cái sàn này đi nhé, đúng không? Ấn delete đi, xóa đi. Tôi chọn đây là sàn kiến trúc này, hoặc các bạn chọn đây này, vào đây là sàn kiến trúc này, các bạn chọn đây là cái sàn kiến trúc 50 đây chẳng hạn. Ta vẽ qua đây ấy. Thì bạn sẽ thấy làm sao cấu kiện này làm sao nó không trừ, bạn thấy không, nó bị overlap này, nó bị trùng này, đúng không? Đó, nó bị trùng. Còn nếu mà chúng ta chọn vào đây mà chúng ta chọn đối tượng là gì, khi chúng ta vẽ này chúng ta chọn là structure, nó khác nhau đấy nhá, chọn đây đấy nhá. Thì nếu chúng ta vẽ như thế này thì nó sẽ tự động gì? Tự động join join các đối tượng lại với nhau như này này, mọi người thấy không? Và bây giờ chúng ta muốn nó ngược lại hả, thì ta sẽ vào modify này, nó có phần bên là join, join là join lại nhé, hai là ăn join là ngược lại của join nhé, ba là switch allo join là đảo ngược cái phần join nhé. Các bạn nhìn đây này, ví dụ nhường quyền cho sàn hay là cho dầm ấy, này chọn đây này. Thì các bạn chọn cái sàn này, ví dụ đây bạn chọn cái dầm này, cái sàn này, và bây giờ các bạn có thể tích vào multi gì, multi sweep này, chọn đây và các bạn quét qua toàn bộ cái gì, quét qua toàn bộ những cái rằng này. Thì bạn sẽ thấy đây là nó sẽ sweep allo join là làm sao, nó sẽ nhường toàn bộ cái khối lượng đấy cho phần gì, cho phần rằng. Đấy, anh hỏi không? Anh Và hỏi chuyện là cái giả sử hai mắc với đông khác nhau để mà công nhau dùng này không? Và ví dụ như là dầm khác sàn khác chẳng hạn đấy, thì ví dụ như này thì vừa lúc là mình vẽ phủ qua đúng không, có là đây là tất cả cái này nó đều là gì, đây thì tất cả mọi người sẽ thấy ở đây ấy, là tôi vẽ đây là một tấm sàn đúng không. Còn bây giờ các bạn ngược lại của Switch Allojoy là chọn đây, Switch Allojoy thì các bạn lại chọn vào cái sàn này và các bạn tích vào Multi Sweep này, các bạn quét qua toàn bộ những cái dầm này thì nó sẽ lại phẳng như cũ. Mọi người hiểu không nhỉ? Đó thì đây là cái cách vẽ như này ấy, thì khi vẽ như này thì các bạn phải làm sao? Phải cực kỳ là tinh tế. Đúng không? Đây, như này. Thì các bạn sẽ switch allojoy đây, tức là switch allojoy các bạn phải quét qua làm sao toàn bộ các cái phần gì giao với nó như này, như này, bạn thấy không đó. Nhưng mà khi mà đấy, như này chẳng hạn, khi mà chúng ta có một cái vệ sinh ở đây ấy, thì chúng ta lại quét nhào các bạn phải click đúp vào, thì các bạn sẽ thấy là cái đường boundary của nó ấy, thì nó lại nằm ở bên ngoài này, đấy nhá. Còn cách vẽ thứ hai thì như này, cách vẽ thứ hai thì nó hơi mất thời gian hơn, tôi xóa đi, tôi chọn đây. Cách vẽ thứ hai là tôi vẽ làm sao? Từng ô một như này. Được nhá. Vẽ từng ô một như này ấy, thì chúng ta sẽ thấy ở đây. Này. Nó lâu một chút nhưng mà làm sao? Thì sau này hiệu chỉnh thì nó cũng được, nhưng mà dự án thì này, finish. Thì cái này là đúng 100% luôn. Thank you.
các bạn muốn giật cốt ở vị trí này ạ, ví dụ như giật cốt ra đây là 1m4 rồi chẳng hạn, như thế này đúng không, giật cốt từ đây chẳng hạn, ví dụ như thế này này, như này chúng ta có thể là trim này, này tr nhé, lệnh trim này tr ấy. Chọn đây này, chọn đây, chọn đây này, này làm cho đi, và tôi sẽ chọn đây như này, có nghĩa là tôi sẽ bỏ đi cái phần sàn ở vị trí này. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Này, finish. Thì mọi người sẽ thấy là tôi sẽ khoét được một cái phần gì? Phần sàn ở vị trí này đi đúng không? Và bây giờ tôi muốn cái sàn này ở phía dưới thì tôi lại phải vẽ một cái sàn khác. Chọn đây này. Set. Và tôi vẽ đúng vào cái vị trí tôi làm sao? Tôi vừa khoét như này này. Finish. Và các bạn sẽ phải làm sao? Hạ cái cốt này xuống. Được nhá? Mình hạ cái cốt này xuống, ví dụ đây là -100. Còn cái sàn này phải hạ cốt trừ bao nhiêu? -50 vì nó là cốt thô. Mọi người thấy tôi nhỉ? Nhá. À, nếu mà dưới đấy nó phẳng nhau ấy thì là cái sàn này nó đúng rồi, thì hai loại sàn khác nhau thì nó mỏng hơn mà. Vâng, ví dụ như cái nền này là nền đất thì chúng ta sẽ chọn ở đây edit tile, nó sẽ là FF, ở đây nó sẽ là FS50 bê tông đá, có nghĩa là nó chỉ có một cái lớp cán bê tông mỏng thôi. Thì lớp nền này thì nó sau này nó dưới đất nó không cần phải chống thấm. Chống thấm thì chống mau dẫn nữa. Này, chọn này. Ví dụ tôi chọn này 50. Thì khi bạn chỉnh như này ấy, thì tự động cái phần đế ở dưới này nó sẽ bằng nhau thôi. Người thấy không? Và tất cả các cái phần răng này nó cũng phải âm xuống 50. Thì để tất cả các cái phần răng này âm xuống 50 ấy, thì mọi người chọn đây, thì đây nó có hai kích thước này là star level, nó xét ví dụ -50 này. Các bạn có thấy đầu này nó xuống 50 không? Và end level offset là điểm cuối này, -50 nhập thẳng đấy được. Thì nó xuống như này này. Người thấy không? Nhưng mà làm như này thì lâu ấy. Thì thường thì tôi sẽ chọn như này. Là các bạn sẽ chọn vào cái đối tượng này. Chuột phải này. Select all instant visible in view, là chọn toàn bộ những cái đối tượng này là dầm cùng try cùng tên như này này. Và tôi nhập ở đây nó có trục Z ở đây này, -50. Đấy, thì toàn bộ cái này nó hạ xuống 50. Đúng không? Thì đương nhiên toàn bộ các cái phần gì? Phần cột này nó cũng phải làm sao? Phần cột này này. Nó cũng phải làm sao? Tịnh tiến xuống, tịnh tiến là cái gì, là nó trừ xuống 50 so với cái level của tầng này. Nó gọi là top offset và base offset ấy. Đây ạ, à, đây là tầng 2, tầng 2 nó nằm ở mặt phẳng này. Nó xuống 50 so với tầng 2, còn tầng này âm 50 xuống tầng 1. Anh hiểu ý em không? Chứ không phải là nó kéo cả cái đống này xuống. Có nghĩa là nó xuống 50 so với cái mặt phẳng tầng 1 này. Gọi là top offset. Đấy, thì như thế này là chúng ta sẽ tạo được cái tầng 1. Còn ví dụ như là các cái cốt ở bên ngoài ngoài này chẳng hạn, thì tương tự như vậy nó sẽ bị hạ cốt xuống bao nhiêu? Hạ cốt xuống, ví dụ như là cái phần này tôi muốn hạ cốt nó xuống bao nhiêu? Đây chẳng hạn. Thì nếu ví dụ như nếu mà nó cùng cốt với nhau ấy, thì chúng ta có thể vẽ cùng một sketch, trong cùng một sketch với nhau như này này. Finish. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Có nghĩa là vẽ cùng một sketch như này này. Nha. Vẽ cùng trong sketch này thì trừ đây là trừ xuống 100 này. Được nha. Đó. Thì những cái vị trí này ví dụ như các bạn muốn đây, ví dụ như trừ đây, các bạn có thể muốn trừ xuống 100. Ví dụ như mặt răng nó bằng cái gì? Bằng mặt nền này chẳng hạn. Đúng không? Cái này tùy mọi người, còn có thể là không bằng cũng không sao cả. Này. Mọi người thấy không? Đó, thì chúng ta có thể là hạ cái phần này cốt xuống, cốt cái sảnh nó xuống như này, còn cốt vệ sinh như này. Mọi người hiểu hiểu cách vẽ chưa nhỉ?